No, not on your head. Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị đi chợ Hàn Quốc để coi họ bán cái gì. Hôm nay đi coi chợ Hàn Quốc để mua người ta cá tươi hay là cá đông đá gì đó. Đây là đường Calgary Trail. Đường này là đường đi xuống phía nam của Edmonton. Cái chợ thì nằm ở bên trái, ở đầu kia. Khoảng chừng cả phút nữa là tới. Thì tôi quay gấp đoạn đường này cho quý vị xem ở cái đường Edmonton như thế nào. Đó, đường tới đó. Tới qua khỏi cái tiệm Walmart này là vào trái vô là tới cái tiệm Hàn Quốc, tiệm đó gọi là Hermart. Đây là cái bãi đậu xe, đây là cổng là cái trung tâm mua sắm của bên hướng nam của Edmonton. Chỗ này cổng lớn lắm, có nhiều tiệm, đây nhà hàng cũng có. Đầu xe đây đi. Đây là cái tiệm Hermart của Hàn Quốc đó quý vị. Thì cái chợ này nó cũng khá lớn, nó bán đồ đa số là đồ của Hàn Quốc. Đồ Việt thì hình như cũng có mà ít lắm. Đây thì họ cũng có bán bánh sinh nhật, bánh kem, bánh ăn thẳng miệng, bánh trống cũng có rất nhiều. Thì quý vị biết rồi, cái chợ nào hay là cái siêu thị nào thì họ cũng có bán những cái sản phẩm này, nước uống, cà phê. Đây là cái quầy họ bán nước ngọt á quý vị. Và cà phê họ phá sẵn ở trong cái lon rồi, lon lấy bịch gì đó. Thì như ở đây là tôi không có thấy những cái hàng của Việt Nam này. Nhiều lúc nó có, nó để ở đâu đó thì tôi không thấy. Đây mì tôm nè, mì tôm mì gọi nè. Thì ở đây họ bán mì tôm với mì gọi là rất là nhiều. Này 6 hộp, 6 bi mà 6 đô là có 5 bi chứ, 5 bi, 5 bịch là 6 đô, bịch đồng 2. Thì hình như cái loại nào cái giá nó cũng hơi giống nhau. Bên này thì họ bán. Bên này họ bán bên này là hàng họ bán cua, cá, tôm như vậy đó. Đây là hải sản đó. Cái khu này là họ bán hải sản. Đây có hàu này. Cái này họ bán một con là 2 đô đó quý vị, một con hàu như vậy là 2 đô. Nghêu bên này họ bán bằng bòn, một bòn như vậy là 7 đô. Nghêu này của Phi, Philippines là của Phi đó quý vị. Cái này là 7 đồng một bòn, họ để đi. Đó, qua bên kia mới thấy. Bên này nhìn ngược là 7 đô một bòn. Bên này là tôm này, tôm trắng á, có đầu là họ bán như vậy là 7 đồng một bòn, bớt là 50%, chưa bớt là 14 đồng đó. Ở đây thì họ có nuôi cá, cua rồi là tôm hầm.
có bán cua nữa. Cua 6-5 nghìn ông ạ. Cua đây không biết bông bao nhiêu ha, cái giá đâu ta. Ở đây đây đây. À, 10 đô đó quý vị, 10 đô một bông cua đó. Ở đây cua thì cũng cũng khá nhiều. Ha, đây có tôm hùm nè. Tôm hùm cái loài này cũng nhỏ à, chắc tôm hùm này là của Canada nè. Cái bảng giá đó hình như để trên đó, nhìn nhìn không thấy. Đi lên đi lên chụp nè. Đây cộng tôm hùm nè. Tôm hùm ở đây thì 15 đô một bon đó quý vị. Đây thì họ bán tôm rất nhiều. Tôm này tôm trắng 40-50 này, có cái đầu là 6 đồng một bon. Tôm này thì 30-40, 8 đồng bon. Tôm đỏ thì nhỏ hơn. Tôm này thì 11 đồng một bon á. Tôm này thì không có đầu. Mực. Đây có bằng mực. Mực này thì một con như vậy là 9 đô. Giá thường là 14 đô, vậy là bớt được 5 đô luôn rồi. À, cá này dài chứ. Cá này thì một con họ bán 14 đồng á. Cá này thì họ bán như vậy là 16 đô một bon. Còn cái con này thì họ bán là 10 đồng bon đó, con bự rồi. Còn cái cá này thì họ bán là 11 đồng á. Còn cái cá này thì họ bán 8 đồng rưỡi. Cá này mấy con cá trắng trắng này thì họ bán. Cái trắng đó là 7 đô đó. Còn cái cá mà nó đen đen này là 7 đô. Con này thì trong hai cái bịch này cũng 7 đô một bon. Con cá này thì 8 đồng đó. Con này thì 7 đồng bon. Thì bên này thì cá thì nó cũng ít lắm. Cua này hình như là cua luộc phải không? À, cua này thì 18 đồng 21. Không biết có để bon hay con mà thấy không có rõ nữa. Chắc thường thường là bán bon thôi. Đây thì cũng có bán sushi này. Một hộp như vậy là 13 đô. Mua về là ăn thôi. Trong đó nó có wasabi với là tương dâu rồi. Chỉ mua về là ăn thôi. Vì nào mà đi làm mà không muốn ăn mấy cái thức ăn nhanh hamburger đó, chạy qua đây hay mấy cái tiệm Safeway hay gì đó, mua mấy cái hộp này cũng 10 đô cũng bằng. Bên kia cái bánh mì khoai và nước cũng 10 đô. Này thì đắt hơn này, 16 đồng này. Cái hộp này thì 26 đô này, hộp này nhiều này. Hộp trắng ở trong kia thì 30 đồng á. Quý vị đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Please subscribe to support the channel. Hit the like and share button. Please, thank you.
Cái này thì 14 bao nhiêu? 4 đồng mấy à? Không thấy không rõ. Này là 3 đồng 65. Đó, cái hàng mà seafood á, hải sản ở bên đó thôi, là đồ tươi hay là đồ họ bỏ đông lạnh rồi họ bỏ ra. Ở còn phía bên này là hàng đông lạnh này. Này là mực á, mực như vậy, cái này nó bán là 19 đồng hình như là hai con á. Bên này, hàng này là hàng đông lạnh này đó. Này mấy cái càng cua này. Mấy cái này thì 13 đồng như 5 6 7 cái càng đi gì đó. 18 đồng một bông. Mấy cá là cá đông lạnh hết á. Đây cá đông lạnh. Này thì 6 đồng 54 xu. Này cái này thì ăn lẩu mua về bỏ vô này. Cái này là giống như là mấy cái đồ hải sản đó. Nó lồn xồn vậy đó. Loài này đủ loài bỏ trong nhiều. Buồn bật về ăn, ai ăn lẩu ai thích ăn lẩu thì buồn bật về bỏ vô lẩu ăn. Cái quầy này là toàn bán đồ đông lạnh hết á. Cái này là 454 gram á, hàng của ai vậy ta? Hàng của New Zealand. Cái này họ nhập của bên New Zealand qua đó. Cái này thì họ bán một hộp như vậy là 12 đô nửa ký. Này cộng là mực luôn. Bên này thì họ bán như vậy là 17 đô mà hai con. Này cả gì mà họ cột bằng cái dây gì kỳ ta. Cái này là 29 đô đó quý vị. Như có mấy con thôi. Thì xin cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây và hẹn quý vị video sau. Thanks for watching our YouTube channel. See you guys next time. Bye bye.